Làm đủ thứ nghề, ra đây làm đủ thứ nghề là thôi tiếp xong phải đi học nghề đấy. Tôi lại đi học bản mục lọc. Bánh bột lọc của Hòa Huế từ lâu đã nổi danh khu phố Hồng Mai, trở thành địa chỉ ruột của học sinh, sinh viên và người dân Hà Nội. Chủ quán là cô Hoa, một người dân miền Trung chính hiệu ra Hà Nội đã hơn 30 năm nay. Vì vậy, hương vị bánh được kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhân tôm và vỏ bánh kiểu Huế, hình dáng và phong cách nước chấm chan đậm chất Hà Nội. Đầu năm 87, cuối năm 87 bắt đầu bán, đi vào phố Huế học. Học đến lớp từ 3 nó mới thành công luôn đấy. Trước khi trở thành thương hiệu bánh bột lọc đình đám khu Hồng Mai, cô Hoa Huế cũng từng trải qua nhiều nghề khác nhau khi còn trẻ. Theo chồng ra Hà Nội, cô gái xứ Trung phải tự mình quan sát cuộc sống mới lạ xung quanh, rồi tự tìm kiếm cho mình một công việc. Để lần đầu tiên tôi bực lên ra Hà Nội, tôi đâu có bán bánh bột lọc, có bán miếng cua, bánh đá cua. Nhưng mà kiểu họ cho đắt hơn, bắt đầu họ tăng giá cho ngôi lên. Rồi là bắt đầu tôi trả chỗ, tôi về bên này tôi làm bánh bột lọc tôi bán từ ngay đấy. Được tính ra rồi nhá. Đầu tiên là đi bốc vác ở Hoàng Mai nhá. Xong cái hợp đồng của Hoàng Mai bắt đầu nghỉ. Nghỉ xong bắt đầu dừng chợ chơi hơi. Chợ chơi hơi một thời gian phải đi làm thuê. Thì một chuyến hàng được qua 2.500.000. 2.500.000 tôi không phải là 25.000 mới là làm nhiều công việc á. Về sau tôi bán bình chuối đắt hàng cũng dần số tôi bán ấy đắt hàng. Tôi bán bình chuối ở ngôi này này tầm 3 giờ bắt đầu ra bán đến 7 giờ về mà 3 chậu bà bột to đây này. Mà trong lúc đây nhá họ bán 5.000 cái tôi chỉ bán 3.000 cái thôi. Giống như bây giờ là một lọc họ bán có cái 6-7.000 tôi bán 5.000 thôi. Một bát bánh bột lọc ở đây là 5 chiếc bánh cắt đôi, cho thêm rau sống và đổ nước ngập bát ăn cùng. Vỏ bánh tương đối dày, một chiếc bánh to gần bằng nửa lòng bàn tay, cùng nhân tôm thịt thơm ngon, tôm to nên rất đầy đặn vừa miệng. Điểm cộng là nhân bánh không chỉ có tôm thịt dai giòn mà còn có cả mộc nhĩ bên trong và ớt chưng vị Huế do chính tay cô Hoa chủ cửa hàng làm nên rất sạch sẽ, chắc bụng. Công thức nhân cũng do một tay cô Hoa sáng tạo, đảm bảo độc quyền không có nơi thứ hai giống. Vào mùa hè, mỗi ngày cô Hoa Huế bán hết 600-700 chiếc bánh bột lọc. Khi thời tiết chuyển dần sang thu, trời se se lạnh, mỗi ngày quán bán sạch bay từ 800-900 chiếc bánh là chuyện bình thường. Quán mở từ 11 giờ, có hôm đông khách 3-4 giờ chiều là đã hết hàng. Vì vậy, nếu muốn ăn bánh bột lọc ở đây, bạn nên đến sớm một chút. Đến vừa được thưởng thức bánh bột lọc ngon, lại được nghe bà chủ thú vị kể chuyện thì còn gì bằng phải không nào?